học hành là tốt, nhưng mà chưa chắc đã là quyết định trong cuộc sống của các bạn. Các bạn có học giỏi đi bao nhiêu á, nếu như các bạn học mà các bạn thế thì các bạn cũng biết á, mà ra ngoài đời á mà các bạn không phải đi làm á, lúc đấy thầy mới gọi là nể. Đi học xong vẫn phải đi làm, thế thôi. Nói vậy các bạn tự hiểu. Đừng bao giờ khoe cái bằng cấp CO2, H5N1 rồi các thứ để làm cái đéo gì, chả giải quyết được vấn đề trong cuộc đời. Hơn nhau nó không phải là cái văn hóa, cái học thức. Hơn nhau ở cái những pha cân 2. Lên nhá. Cho duyên phận mình ngang trai, từng chiều cuối.